trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 106, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 5 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem bài văn tịnh độ của Pháp sư Từ Vân trong Đệ Tam Thời. Phật tất bổn thể, nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc, trí tâm tính nhạo, nại trí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Chúng ta hãy xem đoạn này. Trong đoạn này là nói A-di-đà Phật lúc Ngài Tô Bồ Tát Đạo. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói đến nhân địa tu hành của Ngài. Sau khi Ngài xuất gia, pháp danh là Tỳ Kheo Pháp Tạng, Ngài ở trước mặt Tự Tại Vương Phật phát 48 lời nguyện. Hai chữ bổn thể này tức là chỉ 48 lời nguyện. Mỗi lời nguyện trong 48 nguyện đều là tiếp dẫn tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh tịnh độ. Cho nên một nguyện này ở đây chính là nguyện thứ 18. Thật tại mà nói, trong 48 nguyện thì nguyện thứ 18 là trung tâm. Nguyện thứ 18 nói những gì? Là nói mười niệm được vãng sanh. Mười niệm này là nói mười niệm lúc lâm chung. Cho dù người này suốt đời cũng không có tiếp xúc với Phật Pháp, lúc họ sắp mạng chung, có người dạy cho họ niệm Phật thì họ chịu nghe theo, thật sự chịu niệm, cầu nguyện vãng sanh, đều được vãng sanh. Cho nên pháp môn này không thể nghĩ bàn. Vì vậy hiện nay ở Nhật Bản có một tông phái gọi là bổn nguyện niệm Phật. Thật tại mà nói, cổ nhân, cổ đại đức đề xướng bổn nguyện niệm Phật không sai, nhất định là chính xác. Những người hiện nay đề xướng bổn nguyện niệm Phật chỉ là đầu cơ cầu may, niệm như vậy không thể vãng sanh vì không có thành ý. Họ không cần 48 lời nguyện, chỉ cần nguyện thứ 18 thì được rồi. Đây là điều sai lầm. Chúng ta đọc trong lời khai thị của Thiền sư Trung Phong ở phần trước, Ngài nói tu pháp môn này phải phát nguyện, phải hội đủ ba điều kiện tính nguyện hạnh. Nguyện phải tương ứng với mỗi lời nguyện trong 48 nguyện. Thiền sư Trung Phong khai thị rất rõ ràng, rất minh bạch. Lời nói này không phải một mình Ngài nói, mà chư tổ sư đại đức đều nói như vậy. Chúng ta đọc trong Giáo Pháp Đại Thừa cũng hiểu được ý nghĩa này. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một là tất cả là một. Đây là một nguyên tắc cơ bản không thay đổi trong Phật Pháp. Vậy thì quý vị phải hiểu, mỗi lời nguyện trong 48 nguyện nhất định phải bao gồm 47 nguyện khác. Nếu thiếu một nguyện thì bổn thể nguyện không viên mãn, thì có khiếm khuyết. Cho nên người hiện nay không hiểu đạo lý này, họ nghĩ rằng trong 48 nguyện chỉ cần một nguyện, nguyện thứ 18 thì được rồi, lúc lâm chung 10 niệm thì được vãng sanh, những nguyện khác không cần đến. Họ chỉ cần một nguyện đó mà thôi, còn 47 nguyện khác không cần,
thì một nguyện này không thể thành lập. Vì sao nói cổ đại đức đề xướng bổn nguyện niệm Phật không sai? Vì cổ đại đức biết rõ nguyện thứ 18 trong 48 nguyện, các ngài biết rõ một nguyện này bao gồm tất cả 47 nguyện khác, một nguyện cũng không thiếu. Vậy thì được. Cho nên các ngài nói bổn nguyện niệm Phật không sai, nhưng người hiện nay không hiểu. Nếu nói một cách khó nghe là dạy lầm chúng sanh. Những chúng sanh hảo tâm đó đến sau cùng không được vãng sanh. Chư tổ sư đại đức không ngừng đánh thức chúng ta phải hiểu rõ bổn nguyện niệm Phật. E sợ chúng ta hiểu lầm ý nghĩa. Bình thường không cần học Phật, ăn uống vui chơi, đến lúc lâm chung niệm Phật thì được vãng sanh rồi. Cần gì lúc bình thường dụng công cho cực khổ, nghĩ rằng việc niệm Phật là chuyện rất dễ dàng. Cổ đại đức nói cho chúng ta biết, lúc sắp mạng chung 10 niệm phải hội đủ 3 điều kiện. Lúc lâm chung quý vị có hội đủ 3 điều kiện đó hay không? Điều kiện thứ nhất, lúc lâm chung trong tâm phải sáng suốt tỉnh táo, không mê hoặc, không điên đảo. Quý vị có làm được điều này hay không? Quý vị hãy chú tâm mà xem xét. Người đang bệnh rất nặng, lúc sắp chết đến nơi, họ đang hấp hối. Quý vị thấy đại đa số người, họ không còn nhận biết người nhà của mình, họ đang mê hoặc điên đảo. Trong tình trạng như vậy, họ muốn niệm một niệm hoặc 10 niệm cũng không biết niệm. Họ lúc đó họ cũng không cần, lúc đó họ cũng không còn nhận biết con cháu của mình, thì họ làm sao biết đến A Di Đà Phật? Không có chuyện như vậy. Cho nên điều kiện đầu tiên này rất là khó khăn. Lúc sắp mạng chung mà trong tâm còn sáng suốt tỉnh táo là đại phước báo. Quý vị có phước báo này hay không? Quý vị có dám bảo đảm lúc mình sắp lâm chung trong tâm còn sáng suốt tỉnh táo hay không? Nhất là trong thời đại này, xã hội hiện nay, chúng ta thường nghe đến người già mang bệnh si ngốc. Người già mà mang bệnh si ngốc kể như là không còn hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới không có người si ngốc. Trong kinh A Di Đà có nói rất rõ ràng, không thể lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên mà muốn sanh về cõi đó. Hay nói cách khác, phàm là người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là đại thiện căn, đại phước đức. Đại thiện căn, đại phước đức thì họ làm sao có si ngốc? Không có đạo lý như vậy. Si ngốc là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta, lúc còn sống phải biết tu phước, tu huệ. Quý vị có phước, có huệ, lúc sắp mạng chung thì trong tâm mới sáng suốt tỉnh táo, không bao giờ bị si ngốc. Quý vị hãy suy nghĩ, quý vị có nắm được điều kiện thứ nhất này hay không? Điều kiện thứ hai, trong giây phút cuối cùng, lúc sắp ra đi cũng là lúc sắp tắt thở, ngay trong lúc đó gặp được thiện tri thức khuyên quý vị niệm Phật. Ngay trong lúc đó quý vị có chắc chắn gặp được một người như vậy khuyên quý vị niệm Phật không? Nếu trong lúc đó không có người khuyên quý vị niệm Phật, cho dù trong tâm còn sáng suốt cũng không thể vãng sanh. Ngay trong lúc đó phải có người nhắc nhở, tức là ngày nay chúng ta gọi là hộ niệm. Tự mình mà thật sự không có công phu thì không cần người khác hộ niệm. Nếu tự mình không có công phu thì sự hộ niệm rất quan trọng. Bên cạnh có người nhắc nhở quý vị niệm Phật, đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba, khi có người nhắc nhở quý vị niệm Phật thì lập tức tin liền.
thì có thể tiếp nhận mà y giáo phụng hành. Đây không phải là một chuyện dễ. Đầu óc tỉnh táo, người khác nhắc nhở quý vị, khuyên quý vị niệm Phật, quý vị còn nửa tin nửa ngờ, lúc đó làm sao có thể tin tưởng được, thì làm sao có thể phát nguyện. Cho nên 10 nguyện được vãng sanh, trên mặt lý luận thì không có vấn đề chút nào, nhưng trên sự thật thì khó khăn. Nhưng trên sự thật có hạng người này hay không? Có. Thật là trong ức vạn người khó tìm được một người. Hạng người như vậy, chư tổ sư có nói không phải là ngẫu nhiên. Người đó trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã có tu pháp môn niệm Phật, thiện căn của họ rất sâu dày, chỉ là trong đời này không gặp được thiện duyên nên đã bị mê hoặc. Trong sách có câu: gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Trong đời này họ không gặp được Phật pháp, bị hoàn cảnh nhiễm ô. Nhưng họ lúc sắp mạng chung có người nhắc nhở họ niệm Phật, thì thiện căn phước sâu dày trong đời quá khứ của họ lập tức hiện tiền, thì họ biết niệm Phật liền được vãng sanh. Đây không phải là ngẫu nhiên. Cách giảng giải này thì phù hợp với Đại sư Thiện Đạo chú giải trong Quán Kinh Tứ Thiết Giới Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Ngài nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm đều do gặp duyên không đồng. Lời nói này rất đúng, đều do gặp duyên không đồng. Trong đời này nếu quý vị không gặp được thiện tri thức, không gặp được nhân duyên tốt, cho dù trong đời này, trong đời quá khứ có thiện căn phước đức sâu dày, vẫn không thể hiện tiền. Cho nên tự chúng ta thật sự phải biết nắm lấy cơ hội vãng sanh Cực Lạc thế giới. Lúc sắp mạng chung mà đầu óc vẫn còn sáng suốt tỉnh táo, thì ngay bây giờ quý vị phải hạ định quyết tâm, dụng công phu, phải làm công việc chuẩn bị. Dụng công phu tức là đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện là phước báo. Lúc lâm chung không có bệnh khổ, đầu óc sáng suốt tỉnh táo là thuộc về phước báo. Quý vị phải có phước. Nếu hiện tại quý vị có phước thì không nên hưởng. Nếu quý vị hưởng hết phước báo thì lúc lâm chung không có phước. Hiện tại có phước báo, đem phước báo này nhường cho người khác hưởng, cúng dường cho đại chúng, thì phước báo của quý vị càng lớn. Chúng ta mong cầu phước báo đến lúc nào mới hưởng? Đến lúc lâm chung thì hưởng. Lúc lâm chung tâm không điên đảo, ý không rối loạn, sáng suốt tỉnh táo. Đó là đại phước báo, thù thắng không gì sánh bằng. Bởi vì trong giây phút đó quan hệ đến đời sau chúng ta. Đời sau là đi theo Phật đạo, không phải đi vào lục đạo. Quý vị muôn ngàn trở nên hiểu lầm ý nghĩa mười niệm này, không thể có tâm lý cầu may. Hiện nay cũng có nhiều người tu bổ nguyện niệm Phật, tự quý vị phải suy nghĩ kỹ càng. Tốt nhất là xem kinh, nên nghe kinh cho nhiều để hiểu rõ những đạo lý này. Trong pháp thế gian cầu may cũng không thể thành tựu, huống chi là đại pháp thành Phật. Cái tâm đầu cơ cầu may thì làm sao được dễ dàng như vậy?
tự mình phải suy nghĩ cho kỹ. Đó là dẫn dụng thệ nguyện của Phật. Nay nguyện vọng của chúng ta tương ứng với thệ nguyện của Phật. Nhược hữu chúng sanh, câu này phạm vi rất lớn, là nói lục đạo chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật cõi nước. Chủ yếu là nói lục đạo chúng sanh mà nói. Dục sanh ngã quốc, dục là quý vị bằng lòng, quý vị hâm mộ, mong mỏi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kế tiếp là nói ra điều kiện quý vị nhất định hội đủ chí tâm tín nhạo, tức chí tâm tín ưa. Chí tâm tín ưa chính là nhất tâm quy mạng, câu đầu tiên trong bài văn Tịnh Độ này. Nhất tâm quy mạng mới là thật sự chí tâm tín ưa. Chí tâm tức là tâm chân thành, cũng có thể gọi là chí nguyện. Chí tâm tức là nguyện tâm của ta. Ta tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta tin thật sự có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật sự có chuyện A Di Đà Phật để đến tiếp dẫn vãng sanh. Tin mình thật sự có đủ điều kiện vãng sanh Cực Lạc thế giới. Hội đủ ba điều kiện này thì gọi là tín tâm thành tựu. Chữ nhạo này là ưa thích, là hoan hỷ. Tức là có tin, có nguyện. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A Di Đà Yếu Giải có nói cho chúng ta biết, điều kiện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là tín nguyện. Chân tín nguyện thiết nhất định vãng sanh. Kế tiếp thì nói đến công phu niệm Phật sâu hay cạn là liên quan đến phẩm vị cao hay thấp. Công phu niệm Phật sâu thì được phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn thì phẩm vị thấp. Phẩm vị cao hay thấp đều do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Đại sư Ngẫu Ích nói, có được vãng sanh hay không đều do tín nguyện có hay không. Ba điều kiện tín nguyện hạnh này lâm chung mười niệm, thì mười niệm này là hạnh. Khi đã hội đủ tín nguyện hạnh, cho dù lúc lâm chung một niệm thì một niệm đó cũng là hạnh, cũng tương ứng với ba điều kiện đó. Hai câu phía trước chúng ta nghe rất quen thuộc, rất thuộc lòng. Nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác, Phật đã từng phát nguyện như vậy. Nếu người nào đã hội đủ ba điều kiện đó mà họ không được vãng sanh, thì Pháp Tạng Bồ Tát sẽ không thành Phật. Thành chánh giác tức là thành Phật. Hiện tại Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài đã thành A Di Đà Phật. Thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Hay nói cách khác, Ngài thực hiện được mỗi lời nguyện trong 48 nguyện. Nếu có một nguyện nào chưa thực hiện được thì Ngài không thành Phật. Ý nghĩa của câu này rất sâu, nhất định phải hiểu rõ. Nếu có một nguyện nào chưa thực hiện được thì không thể thành Phật. Không phải chỉ có một nguyện thứ 18,
Trung Phong ở chỗ này thì Thiền sư Trung Phong khai thị rất hay, nhất định phải tương ứng với mỗi lời nguyện trong 48 nguyện, thì quý vị sẽ tương ứng với nguyện thứ 18. Làm sao có thể chỉ chọn lấy một nguyện mà không cần 47 nguyện khác, thì A Di Đà Phật làm sao thành chánh giác? Những nghĩa lý trong kinh Phật đều giảng được vô cùng viên mãn. Tự chúng ta phải chú tâm mà đọc tụng và quan sát, không thể nhìn riêng về một bên. Nếu quý vị nhìn riêng về một bên thì sẽ hiểu sai. Nguyện vọng trong đời này của quý vị muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không đạt được, đã hoài công. Chúng ta lại xem đoạn văn kế tiếp. Dĩ thử niệm Phật nhân duyên, đắc nhập Như Lai đại thệ hải trung. Do vì Phật đã từng phát những lời nguyện đó, bây giờ chúng ta cũng phát tâm tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật. Nay chúng ta hết lòng niệm Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài xuất hiện trong thế gian này, giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Mục đích của Ngài là muốn giúp cho tất cả chúng sanh trong đời này viên mãn thành Phật. Đó là lòng từ bi của Phật, là nguyện vọng của Phật. Thế nhưng Phật giáo hóa chúng sanh chỉ là tùy duyên. Ngài tùy duyên, Phật không phan duyên. Chúng ta đọc trong kinh giáo có nói Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện, Ngài dạy cho chúng ta tùy hỷ công đức, hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ và hằng thuận, Phật đối với tất cả chúng sanh, Ngài không có miễn cưỡng chút nào khi giáo hóa họ. Cho nên quý vị thích tu pháp môn nào thì Ngài dạy cho quý vị tu pháp môn đó, quý vị tu pháp nào thì Ngài dạy cho quý vị tu pháp đó. Ngài không bao giờ nói pháp môn này hay hơn pháp môn đó. Quý vị hãy đọc xem, trong tất cả kinh điển Phật chưa hề nói như vậy. Phật biết tùy thuận căn tánh của mỗi một người. Phật biết tùy thuận duyên phận của mỗi một người. Từ vô thị kiếp đến nay, mỗi một người trong suốt đời như nay chúng ta thích tu pháp môn niệm Phật này không phải là chuyện một đời, mà là trong đời đời kiếp quá khứ đã tu học pháp môn này. Khi vừa tiếp xúc thì sanh lòng hoan hỷ. Còn những pháp môn khác quý vị cũng tiếp xúc nhiều lần nhưng không sanh lòng hoan hỷ. Tại vì sao? Vì cảm thấy xa lạ, có lẽ chưa từng tu học qua. Còn pháp môn này thì rất quen thuộc. Cho nên căn tánh của tất cả chúng sanh không tương đồng, chí hướng cũng khác nhau, sự ưa thích cũng khác nhau, Phật có thể tùy thuận. Cho nên tâm Phật thanh tịnh. Phương pháp giáo hóa của Phật thật sự có thể độ chúng ta.
Vì sao chúng ta không thể tự độ mình? Này, nay ta thích tu pháp môn này. Khi quý vị khuyên người khác thì người họ cũng tin pháp môn này, họ cũng thích tu pháp môn này. Nhưng nếu họ không tin pháp môn này thì sao? Thì tự mình điền sanh phần não thì không hết. Phiền não tập khí vừa nói vậy thì là liền đọa lạc. Quý vị học Phật phải học giống như Phật vậy, phải mở rộng tâm lượng, tùy thuận. Ai muốn tu pháp môn nào cũng được, bất luận học pháp môn nào cũng được, không có pháp nào mà không được. Đó là quý vị đã mở rộng tâm lượng, tâm của quý vị được thanh tịnh bình đẳng thì gọi là tự độ. Phật thị hiện mang ý nghĩa rất sâu xa, khiến cho chúng ta nhìn thấy liền giác ngộ. Chúng ta tu học phải học theo Ngài, không nên chấp trước. Nếu có người muốn tu học pháp môn khác, chúng ta có khả năng thì giúp đỡ cho họ. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài có khả năng. Quý vị muốn học thiền thì Ngài dạy thiền cho quý vị. Quý vị muốn học mật thì dạy mật cho quý vị. Quý vị muốn học thồ lục thì dạy lục cho quý vị. Bất luận muốn học pháp môn nào, Phật cũng có khả năng dạy cho họ. Phật là bậc toàn tri toàn năng, cho nên Ngài có thể phổ độ chúng sanh. Nay chúng ta không có trí huệ, cũng không có khả năng như vậy, chỉ có thể tu học pháp môn niệm Phật này. Có người muốn học pháp môn khác thì chúng ta giới thiệu cho họ gặp thiện tri thức khác. Ở phần trước tôi đã nêu ra thí dụ, nếu có người muốn học thiền thì tôi giới thiệu họ gặp Pháp Sư Thánh Nhất. Tôi biết Ngài là bậc đại đức trong thiền tông. Ngài là một vị Pháp Sư rất từ bi. Ngài chuyên tu, chuyên môn tham thiền. Tôi vô cùng kính ngưỡng Ngài. Quý vị muốn học thiền thì tôi giới thiệu quý vị đến gặp Ngài. Muốn học duy thức, nếu như trước kia thì tôi giới thiệu đến gặp Pháp Sư Diễn Bồi. Ngài cũng chuyên môn tu học Pháp Tướng Duy Thức Tông. Tôi giới thiệu cho họ đến gặp người khác, không nhất định là phải nói rằng tu pháp môn đó không được, pháp môn đó không bằng pháp môn này. Không thể nói như vậy. Nói như vậy không phải là ý của Phật. Nói như vậy thì tự mình phải gánh trách nhiệm. Gánh trách nhiệm gì? Là gánh lấy trách, là gánh lấy nhân quả. Tâm của mình không thanh tịnh, không bình đẳng, quý vị nên biết pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Không bình đẳng là về căn tánh của chúng sanh không bình đẳng, phước đức của chúng sanh không bình đẳng, nhân duyên của chúng sanh không bình đẳng. Nhưng pháp môn tuyệt đối là bình đẳng. Căn tánh của ta thuộc loại nào thì ta thích hợp pháp môn đó. Tự mình phải biết rõ, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, không ai mà không được thành tựu. Nếu quý vị muốn trong đời này được viên mãn thành Phật thì nhất định phải buông bỏ tất cả nhiễm ô trong thế gian và xuất thế gian. Quý vị phải buông bỏ phiền não tạp khí. Những thứ này làm chướng ngại tâm tánh của chúng ta, làm chướng ngại sự tu học của chúng ta. Người thật sự học đạo, công phu được đắc lực, tâm cảnh của họ vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là khoái lạc,
tuyệt đối không sanh phiền não. Chẳng những học đạo, xưa kia ở Trung Quốc, những nho sĩ học hành, họ hiểu rõ đạo lý. Quý vị hãy đọc trong sách Luận Ngữ, có ghi chép lời nói và hành vi suốt đời, suốt một đời của Khổng Lão Phu Tử. Câu thứ nhất là: học mà thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Từ trong kinh nghiệm một đời của Khổng Lão Phu Tử, hết thảy tất cả các pháp trong thế gian này, nay chúng ta gọi là hết thảy tất cả ngành nghề, hết thảy tất cả sự nghiệp, nghề nào tốt nhất, quý vị hãy xem tâm đắc của Khổng Lão Phu Tử. Ngài nói: ngô thường trung nhật bất thực, tức là ta thường suốt ngày không ăn. Trung dạ bất tẩm, tức là suốt đêm không ngủ. Dĩ tư là ta đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến sau cùng bất như học giả. Nghĩa là sự vui sướng nhất trong thế gian, bất cứ sự nghiệp nào, bất cứ nghề nào cũng không bằng học. Sau khi học xong thì giảng dạy. Nếu nói theo lời hiện nay là theo đuổi nghề dạy học, nghề này thanh cao, nghề này vui sướng. Gọi là học mà thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Nên giáo dục thời xưa học những gì? Học làm thánh hiền. Học hành chí hướng làm thánh hiền. Cổ nhân Trung Quốc học hành, mục đích cầu học là gì? Mục đích là tự mình phải làm thánh nhân, làm hiền nhân. Mục đích này chính xác, trong Phật pháp chúng ta gọi là chuyển phàm thành thánh. Sự nghiệp suốt đời của Phật là theo đuổi công việc giáo dục. Mục đích của sự giáo dục, chúng tôi đem nó quy nạp thành ba câu. Câu thứ nhất là giúp cho tất cả chúng sanh chuyển ác thành thiện. Đây là mức thấp nhất, chỉ là đối với người thông thường mà nói. Còn người có tư chất, có tư chất cao một chút, thông minh lanh lợi, thì giúp cho họ chuyển mê thành ngộ. Còn người có căn tánh lợi nhất, thành tích giỏi nhất, lại cao hơn một bậc, thì giúp cho họ chuyển phàm thành thánh. Đây là mục đích của sự giáo dục. Nhưng hiện nay càng ngày càng tệ, sự giáo dục không còn nữa. Trường học nhiều như vậy dạy những gì? Đều là dạy danh văn lợi dưỡng. Mục đích của trường học ngày nay là cầu danh, cầu lợi, không phải là dạy người làm thánh, làm hiền. Nên giáo dục của thánh hiền không còn nữa. Cho nên thế giới mới có động loạn, mới có tai nạn dồn dập. Rất nhiều tôn giáo ngoại quốc đều nói sẽ có ngày tận thế. Chúng ta hãy nhìn xem hiện tượng của xã hội hiện nay, quả thật hình như là những điềm báo trúc báo trước sẽ có ngày tận thế, thật là đáng sợ. Nền giáo dục mấy ngàn năm của Trung Quốc và ngoại quốc đều lấy thánh học làm chủ đạo. À,
nghĩa là học làm thánh, học làm hiền là chuyện vui sướng nhất. Cho nên học mà thường ôn tập là điều vui sướng nhất, tức là pháp hỷ sung mãn. Khổng lão phu tử lại nói, có bạn từ phương xa đến cũng rất vui sướng. Chứ bạn này là gì? Là người truyền pháp. Học thuật và đạo đức của quý vị có người kế thừa cũng là niềm vui sướng. Như sự nghiệp trong pháp thế gian cũng phải có người kế thừa. Như sự nghiệp của quý vị, nếu thật sự có thành tích, cho dù một đời sự nghiệp của quý vị có thành công như thế nào đi nữa, nhưng nếu không có người kế thừa, sau khi quý vị chết thì không còn nữa, sự nghiệp thành tích của quý vị cũng như không. Đạo học cũng là như vậy. Đạo học phải có người kế thừa, phải có người truyền thừa. Truyền thừa là điều quan trọng nhất, phải có người đời đời tương truyền. Ở Trung Quốc, trong Phật môn có rất nhiều tông phái là tổ tổ tương truyền. Truyền thừa là đạo, truyền thừa là đức. Đời cận đại, trong thế kỷ này, hầu như đã đoạn tuyệt. Đây là hiện tượng của Ngài tận thế. Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, Ngài Đại Từ Đại Bi. Ngài hy vọng cứu vãn kiếp nạn trong thời kỳ mạt pháp. Ngài dùng phương pháp gì để cứu vãn? Ngài dạy cho chúng ta trong thời kỳ mạt pháp tu học tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc có 16 chữ: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là những lời dạy của Tổ sư Tịnh Độ Tông, là dạy cho quảng đại quần chúng. Cho dù là không phải tu Tịnh Độ Tông, tu theo những tông phái khác, hai câu đầu nhất định phải tuân theo: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Hai câu này là đạo đức. Đôn luân tận phận là đạo, là đại đạo. Nhàn tà tồn thành là đức. Bất luận tu học pháp môn, pháp tông phái nào, không thể không có đạo đức. Nếu không có đạo đức thì không phải là Phật pháp, mà là ma pháp. Nói về sự truyền thừa Phật pháp, Ngài nói rất có lý. Xây dựng đạo tràng nhỏ, các đồng tu không được nhiều hơn 20 người. Không đi hóa duyên, nhất định phải nhớ điều này. Tuyệt đối không được đi hóa duyên, không được đi quyên tiền. Tại vì sao? Vì phải để cho tâm tịnh, tâm định. Nếu thường khởi tâm phải đi hóa duyên, đi quyên tiền, thì tâm của quý vị vĩnh viễn không được định. Tâm không định thì hỏng hết. Nếu muốn tâm định thì không đi hóa duyên, không làm hội, tức không làm pháp hội, không truyền pháp, không nhận đồ đệ, không truyền giới, không làm kinh sám Phật sự. Chuyên môn
niệm Phật tu tịnh độ. Phương pháp này rất hay, thì tâm của quý vị được định. Chúng tôi là được truyền thừa trực tiếp của Đại sư Ấn Quang. Lão cư sĩ Lý Minh Nam, thầy tôi, là học trò của Đại sư Ấn Quang. Chúng tôi là một mạch tương truyền, tuyệt đối phải tuân theo lời dạy của thầy. Cho nên ngôi đạo tràng nhỏ này của chúng ta cũng sắp hoàn tất công trình. Ngôi đạo tràng nhỏ này chúng thường trụ phải tuân theo nguyên tắc của thầy dạy, không nhiều hơn 20 người. Đây là nói về chúng xuất gia, chúng thường trụ không nhiều hơn 20 người. Mọi người cùng nhau cố gắng niệm Phật và học kinh giáo. Niệm Phật là chuyện của mình, tự mình cầu vãng sanh. Học kinh giáo là để truyền pháp. Chúng tôi hy vọng thánh giáo của Như Lai có thể đời đời tương truyền, có người kế thừa. Học kinh giáo là mỗi ngày phải giảng kinh. Mỗi ngày giảng kinh thì lại có khó khăn. Tại vì sao? Vì quý vị viết bài giảng thảo không kịp. Cho nên trong đạo tràng nhỏ này của chúng ta, học kinh giáo thì một tuần ít nhất phải giảng 2 lần. Quý vị phải lên đài giảng 2 lần. Mỗi một lần giảng 2 tiếng. 2 lần thì giảng 4 tiếng, tức trong một tuần giảng 4 tiếng. Như vậy thì quý vị có thể viết bài giảng thảo được. Giảng thời gian 1 tiếng phải viết 1 vạn chữ. Trong một tuần thì quý vị viết 4 vạn chữ. Những công việc trong thường trụ quý vị cũng không cần lo đến. Quý vị phải chuyên tâm mà học kinh giáo. Chỉ cần quý vị lên đài giảng cho mọi người nghe, mọi người nghe mà không vừa ý thì quý vị sẽ bị khai trừ, gạch bỏ tên của quý vị. Nếu có người khác muốn đến tu học thì bổ sung họ vào đó. Danh sách đã đủ. Người ngoài muốn vào không thể thu nhận, phải đợi đến khi nào ở đây có chỗ trống. Cho nên quý vị mà không dụng công, không thật sự tu học, không dụng công nơi đạo đức và học vấn thì quý vị sẽ rất dễ sẽ bị khai trừ. Ở đạo tràng này, giống như năm xưa đạo tràng có tiễn Phật điện của ở Lô Sơn của Đại sư Huệ Viễn để tuyển lựa, nay đạo tràng này của chúng ta cũng có tuyển Phật. Nếu quý vị không đủ, không hội đủ mức độ ấn định thì bị khai trừ. Cho nên quý vị nhất định phải dụng công. Quý vị không thể có tạp niệm, cũng không thể có tạp sự. Có nhiều người đến phục dịch và phục vụ cho quý vị. Nếu quý vị không thể thành tựu đạo đức và học vấn thì quý vị có lỗi với họ. Quý vị phải mau rời khỏi chỗ này, nhường chỗ cho người khác. Ở chỗ này không có nói chuyện cảm tình. Nếu nói chuyện cảm tình thì Phật Pháp sẽ bị quý vị hủy diệt. Chúng ta nhất định phải nghiêm khắc tuân theo lời dạy của Tổ Ấn Quang. Hy vọng trong 10 năm ở đạo tràng của chúng ta thật sự có mấy nhân tài xuất hiện. Không cần nhiều, chỉ cần có 5-3 vị thì chúng ta đã thành công rồi. Phải khổ luyện, khổ tu học. Nay chúng ta nhờ có nhân duyên niệm Phật này được vào trong biển đại thệ của Như Lai. Đại thệ tức là 48 nguyện, có nghĩa là
tâm nguyện của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, hành vi của chúng ta tương ứng với Phật, tức là tương ứng với kinh giáo. Trong kinh điển chỉ dạy chúng ta như thế nào, chúng ta thấy điều thực hiện được, chúng ta phải làm cho được. Có như vậy thì mới có thể tương ứng với mỗi lời nguyện trong 48 nguyện, tương ứng thì được vào trong biển đại thệ của Như Lai. Nếu như không tương ứng, không tương ứng với 48 nguyện, hoặc chỉ tương ứng được một nửa, còn một nửa vẫn không tương ứng thì không được. Phải hoàn toàn tương ứng với mỗi một nguyện, không thể có một nguyện nào không tương ứng, thì mới gọi là nhập Di Đà nguyện hải. Lúc đó thì đương nhiên thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, chắc chắn là như vậy, sẽ được từ lực của Phật gia trì. Từ lực nào của Phật gia trì? Chính là kinh giáo của Phật gia trì. Chúng ta đem những đạo lý trong kinh giáo trở thành tư tưởng của mình. Lúc bình thường tự mình thường hay suy nghĩ lung tung, bây giờ phải buông bỏ hết. Phải buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của mình. Phải thuận theo lời dạy của Phật, tức thuận theo kinh giáo. Đem những đạo lý trong kinh giáo trở thành tư tưởng của mình. Những lời dạy trong kinh giáo áp dụng trong hành vi sinh hoạt của mình thì gọi là học Phật. Phải học giống như Phật vậy. Phật là tấm gương của chúng ta, là khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta phải học giống như Ngài vậy. Cho dù chúng ta học không thể hoàn toàn giống như Ngài vậy, nhưng cũng phải tương tự. Chúng ta học như vậy mới không uổng công. Nay chúng ta tiếp nhận sự cúng dường của mười phương tín chúng. Nếu như chúng ta không đạt đến cảnh giới tương tự thì cổ nhân có nói: hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Quý vị phải gánh chịu quả báo. Lúc chịu và xong quả báo, quý vị còn phải trả nợ. Trước kia trong những buổi giảng tôi cũng thường nói, chén cơm của người xuất gia khó ăn nhất, còn khó hơn người ăn mày xin cơm. Người ăn mày xin cơm thì người ta bố thí cho họ, không cần trả nợ. Còn ở đây người ta cúng dường là trồng phước. Tam bảo là phước điền, họ đến trồng phước. Quý vị có phải là phước điền hay không? Họ có phải thật sự trồng được phước hay không? Nếu họ không trồng được phước thì họ sẽ tính sổ với quý vị. Cho nên quý vị phải biết câu thừa Phật từ lực. Từ lực của Phật chính là kinh giáo. Quang minh của Phật cũng là kinh giáo. Mỗi ngày không rời kinh giáo, mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghiên cứu kinh giáo, mỗi ngày ở nơi đây nghiên cứu thảo luận kinh giáo thì Phật phóng quang. Ở chỗ này có Phật quang phổ chiếu. Kế tiếp là chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng. Hai câu này vừa suy nghĩ thì biết ngay. Quý vị mà có thể buông bỏ được phiền não tạp khí của mình, đều thuận theo những lời dạy của Phật, thì tội nghiệp của quý vị đương nhiên tiêu diệt, thiện căn của quý vị tự nhiên tăng trưởng. Thiện căn là gì? Quý vị phải biết. Tội là gì? Cái gốc của tội
là tham sân si. Cho nên cái gốc của tội là tam độc phiền não. Tội căn, thiện căn là gì? Mặt trái của tội căn chính là thiện căn. Không tham, không sân, không si, gọi là tam thiện căn. Đoạn trừ được tham sân si thì không tham, không sân, không si liền hiện tiền. Trong hết thảy tất cả thiện pháp thế gian đều do tam thiện căn này sanh ra. Tham sân si không còn thì đã đoạn phiền não, đã thì đã diệt tội. Điều này các đồng học chúng ta mỗi ngày phải phản tỉnh, mỗi ngày phải kiểm điểm. Chúng ta đọc tụng công khóa sáng tối, khóa sáng đọc kinh là để đánh thức mình. Quý vị đọc trong nghi thức tụng niệm của đạo tràng, hiện nay thì hiểu ngay. Từ khi thành lập Tịnh Tông học hội, tôi cho soạn một cuốn nghi thức khóa tụng. Cuốn nghi thức khóa tụng này là do thầy Ngộ Hạnh phụ trách, tôi chỉ dạy thầy soạn. Khóa sáng chúng ta đọc kinh là chỉ đọc 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ. Nói đến đọc đoạn kinh văn này thì tâm của quý vị cũng biết rõ, cũng hiểu rõ vì sao phải đọc đoạn kinh văn 48 lời nguyện để làm khóa tụng buổi sáng. Còn khóa tụng buổi tối thì chúng tôi chọn lấy từ phẩm 32 đến phẩm 37 của kinh Vô Lượng Thọ. Tôi chỉ chọn lấy hai đoạn kinh văn này. Khóa sáng là đánh thức mình. Suốt ngày hôm nay tư tưởng của chúng ta, hành trì của chúng ta phải tương ứng với mỗi lời nguyện trong 48 nguyện. Còn đọc đoạn kinh văn khóa tối, đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện, khiến cho chúng ta phản tỉnh. Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào, chúng ta có làm được hay không? Phật bảo chúng ta không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đó là tu sám hối. Phật dạy cho chúng ta làm điều gì, nếu hôm nay chúng ta không làm thì ngày mai nhất định phải làm. Phật dạy chúng ta không nên vi phạm điều gì mà chúng ta đã phạm thì ngày mai nhất định không tái phạm. Khóa tụng sáng tối này có công đức. Khóa tụng sáng tối này là diệt tội sanh thiện. Khóa tụng sáng tối này không phải là đọc cho Phật Bồ Tát nghe. Chúng ta sáng tối tụng kinh ở trước Phật Bồ Tát có nghĩa là nhờ Phật Bồ Tát coi chừng chúng ta, làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta ở trong đạo tràng này có y giáo phụng hành hay không? Đây tức là nhờ từ lực của Phật gia trì, thật sự được gia trì. Không giả chút nào, sự giá trị này không có mê tín chút nào. Những lời dạy của Phật Bồ Tát chính là giá trị cho chúng ta. Tự chúng ta phải vui vẻ tiếp nhận những lời dạy của Phật Bồ Tát mà sửa đổi lỗi lầm, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Đây đều là được sự giá trị của Phật. Thời gian quân tu lâu dài, mỗi ngày dụng công, mỗi ngày cũng không được giải đãi. Quý vị nên biết phiền não tập khí của chúng ta rất nặng, sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài rất lớn. Một ngày không dụng công thì tâm thay đổi. Ba ngày không dụng công thì chắc chắn phiền não tạp khí đều hiện hành. Quý vị tạo tội nghiệp thì nhất định đọa tam đồ.
Xưa kia trong tự viện vẫn còn duy trì mỗi nửa tháng thì tụng giới, gọi là bán nguyệt tụng giới. Đó là quy củ trong Phật môn. Xưa kia thì được, bây giờ thì không được. Bây giờ nửa tháng tụng giới một lần hoàn toàn không có tác dụng. Phải làm sao đây? Mỗi ngày phải tụng. Cho nên chúng tôi chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ để làm khóa tụng buổi tối. Trong đoạn kinh văn này là giới luật, mỗi ngày phải tụng giới, mỗi ngày phải phản tỉnh. Quý vị có làm được hay không? Thì quý vị hiểu được những ý nghĩa này thì quý vị mới hiểu được những lời dạy của cổ nhân, hiểu được văn tự của cổ nhân. Quý vị cũng cố gắng tu học, tại sao không được thọ dụng? Người thông minh lanh lợi trong một đời có thể chuyển phàm thành thánh không phải là chuyện giả. Bây giờ thời gian đã đến.